Lukasana thang varamutama hang putanja thamanja panama misang khang. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng. Là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Phật bảo là đấng pháp vương vô thượng, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của chiên thiên và nhân loại. Giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, có công năng hướng thượng, đưa người từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ bờ mê đến bến giác. Chúng thanh văn đệ tử Đức Thế Tôn, bậc đã chứng được đạo quả tứ thánh, hoặc là những vị phàm tăng tu tập theo giới định tuệ, tăng chúng là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt hôm nay, mong cho tất cả đường xa vui tiến hóa, tu hành tinh tấn, ngõ hầu sớm giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa chư Phật tử, xin rất hoan hỷ khi mà ở trong Phật giáo cho đến ngày hôm nay vẫn còn có những tu nữ trẻ, vẫn còn có những người Phật tử cư sĩ trẻ hâm mộ Phật pháp, quy y Tam Bảo. Và các Phật tử chúng ta hàng tháng cứ vào cái ngày 14 âm lịch là chúng ta trở về tổ đình viên giác. Từ xa xôi quý vị về đây với nguyện vọng là để được nghe pháp, là để được quy y Tam Bảo. Và xin nhắc cho điều này là dầu chúng ta quy y ở đâu, cái điều quan trọng nhất là chúng ta thành tâm đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với tăng chúng. Quy Phật đã niết bàn cách đây 2567 năm, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đã viên tịch niết bàn tại Kusinara. Nhưng mà quy lực của vị chánh đẳng giác vẫn còn, cho nên chúng ta quy y là chúng ta hướng về Đức Phật. Và chúng ta duy nhất chỉ có một bậc đạo sư thôi, tức là vị thầy tinh thần của chúng ta là Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là một người Phật tử chúng ta quy y Đức Phật đã niết bàn, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng có cái kính tin nơi Đức Phật. Buddho so phát qua Buddha giác tham mang đề xí tí, ngài là bậc giác ngộ thuyết pháp về giác ngộ. Rồi chúng ta quy y giáo pháp. Giáo pháp ở đây là những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật được ghi chép bằng chữ Pali ở trong sáu kỳ kết tập Tam Tạng, và ba lần đầu là khẩu truyền, học thuộc lòng, tụng đọc cho đúng các vị A-la-hán chứng minh. Và đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì các vị đã lúc đầu viết trên lá buông, rồi sau đó là khắc trên bia đá để duy trì cho đến ngày hôm nay. Và ở tại các xứ Phật giáo, các vị trí thức trong Phật giáo đã dịch từ cái tiếng Pali ra tiếng Việt và cố gắng học
cố gắng duy trì cái giáo pháp đó lưu truyền cho đến bây giờ. Chúng ta quy giáo pháp là quy giáo pháp đó, chúng ta quy tăng chúng. Ở đây sư chỉ đại diện cho chư tăng để truyền quy giới cho quý vị thôi. Quy tăng không có nghĩa là quy một mình sư hay là quy cá nhân của một vị nào mà chúng ta thích, mà chúng ta nên hiểu cái chữ quy tăng á, là chúng ta nương tựa vào tăng chúng, dù đó là một vị sa di cũng gọi là quy tăng. Mà quy tăng ở đây tức là chúng ta quy y thánh chúng và phàm tăng. Thánh chúng là những bậc tăng tỳ khưu sa di đã chứng quả tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn phàm tăng là những vị tỳ khưu sa di, những vị đã học pháp học và đã hành pháp hành về giới, về định, về tuệ với cái mục đích là để giác ngộ trong tương lai. Dầu cho chư tăng đó là những vị người Miến, người Tích Lan hay là người Thái Lan, người Campuchia hay là người Lào hay người Việt Nam, thì tất cả những vị xuất gia đó, những vị tỳ kheo sa di đó đều là đối tượng tăng bảo mà chúng ta phải quy y. Hôm nay trong cái thời pháp này, vì không có nhiều thời gian, còn phải dành cái thời gian cho Phật tử chúng ta trở về thành phố sau một ngày dài cuộc hành trình. Quý vị đi về ở dưới Hậu Giang, Cần Thơ rồi mới ghé đây, thì sư chỉ nhắc cho các Phật tử chúng ta một điều: dù cho người đã quy Tam Bảo lâu năm hay là người mới quy Tam Bảo, chúng ta luôn luôn suy xét tại sao chúng ta phải quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Ở đây thưa quý vị, cái chô mát mà nút sapati la phô khó được làm người, cái chăn mát cha na chi vì tăng khó giữ được cái mạng sống, cái chăn sắp tham mát sáu quan năng tức là khó nghe được chánh pháp, cái chô của tha nước bốc ba đô là Đức Phật xuất hiện trong thế gian này là một điều khó. Bốn điều khó đó, trải qua cái cuộc luân hồi sanh tử vô thủy, luân hồi không tìm ra khởi điểm, không có bắt đầu khởi sự luân hồi ở đâu, chúng ta kiếp nào chúng ta không biết. Đức Phật đã nói rằng vì cái sự luân hồi của chúng sanh cho đến ngày hôm nay là vô tận. Quý vị cứ tưởng tượng rằng là một cái quả đất này nó lớn lao như vậy, mà cái kiếp sống hiện tại của chúng ta thì nó chỉ bằng một chút đất, một cục đất nhỏ mà chúng ta nhặt lên, một cục đất nhỏ xíu thôi. Mà nếu mà chúng ta vò cái viên đất đó rồi chúng ta sắp xếp nó lại cho nó lớn thành cái quả địa cầu này, thì quý vị biết bao nhiêu viên đất. Thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, cái không thể nào mà đếm xiết được cái số lượng viên đất cho nó trở thành một cái quả địa cầu như chúng ta ở. Thì cái sự luân hồi cũng vậy, vì cái sự luân hồi này là đau khổ, chúng ta đã trải qua nhiều cái sự khổ ải. Này các tỳ kheo,
Từ vô thủy luân hồi cho đến ngày hôm nay, các ngươi phải nên nhớ rằng đã không biết bao nhiêu lần mình bị chặt đầu, không biết bao nhiêu lần mình bị chặt tay, chặt chân, bị mổ bụng, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã ngã xuống, chết đi, và cái xương cốt của chúng ta chất đóng lại, nếu không có hoại đó thì nó có thể to bằng cái, nó nhiều một người, cái xương cốt luân hồi sanh tử đó nó nhiều bằng một cái ngọn núi Tuyết Sơn vậy, ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, vân vân. Và Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng này các tỳ kheo, thật là quá đủ để nhàm chán, thật là quá đủ để từ bỏ, thật là quá đủ để giải thoát cái sự luân hồi sanh tử này. Cho nên một điều duy nhất mà người Phật tử chúng ta phải nhớ, dầu người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, chúng ta tu tập là vì chúng ta nhàm chán cái sự luân hồi sanh tử. Chúng ta phải sanh ra ở đời, chúng ta phải ăn, phải uống để chúng ta sống. Ở trong cuộc sống của chúng ta không biết bao nhiêu cái hoàn cảnh thuận và nghịch. Trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái sự sợ hãi, cái sự lo âu. Và khi mà chúng ta chết đi, chúng ta tái sanh được cảnh giới khác, chúng ta phải làm lại từ đầu. Cho nên xuất gia phải có lý tưởng, chúng ta quy y Tam Bảo chúng ta cũng phải có lý tưởng. Ngày mà cha sanh mẹ đẻ ra đó thì đó là sinh nhật của chúng ta, nhưng mà ngày chúng ta quy y Tam Bảo là cái ngày sinh nhật phạm hạnh. Các vị nên nhớ, ngày hôm nay là ngày sinh nhật phạm hạnh của cái ngày sanh ở trong pháp của ba anh thị nam. Và các Phật tử chúng ta ghi nhớ cái ngày quy Tam Bảo của mình ngày nào, là từ ngày đó trở đi chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần sinh nhật phạm hạnh. Xuất gia cũng vậy, ngày mà chúng ta bắt đầu cạo tóc, mặc giáo phục tu nữ, mặc y phục sa di tỳ khưu, là cái ngày đó là sinh nhật phạm hạnh. Đó là cái ngày đánh dấu cuộc đời của chúng ta phải đổi khác đi. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta sợ sanh tử luân hồi nên chúng ta mới quy ngưỡng nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng. Chúng ta quy ngưỡng để làm gì? Chúng ta quy ngưỡng Phật pháp tăng đó là để chúng ta trở về với cái đời sống tâm linh. Nếu mà chúng ta không có Đức Phật thì chúng ta sẽ không biết được cái con đường nào là cái con đường để giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, vì Ngài đã tìm ra được cái con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta quy y giáo pháp là để chúng ta biết được cái phương thức tu tập, thực hành như thế nào để đưa đến sự lợi ích giải thoát. Ở đây chúng ta quy y giáo pháp mà được gọi là thực hành theo chánh đạo đó, Đức Phật Ngài đã dạy rằng này chư tỳ kheo, bất luận là bậc xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, ai thực hành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là người đó được gọi là người, ta gọi là người hành theo chánh đạo. Chánh kiến ở đây có hai thứ, tức là một người có cái sự suy nghĩ đúng,
có cái trí tuệ thấy được chân lý khổ tập diệt đạo, thấy được cái nhân quả nghiệp báo, không tin cái điều sằng bậy, thì như vậy người đó gọi là có chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến này là chánh kiến hữu lậu. Chánh kiến này nó có cái sự liên quan đến cái phước hữu lậu, nó còn đưa đến sự sanh tử luân hồi. Chừng nào mà chúng ta đạt đến cái loại chánh kiến thứ hai là chánh kiến mà nó trí tuệ mà phối hợp ở trong tâm đạo tâm quả siêu thế, chánh kiến để đoạn trừ phiền não tà kiến, thì chánh kiến đó mới thật sự là cái chánh kiến giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nhưng mà bây giờ trước tiên là chúng ta lo, chúng ta tu tập theo chánh kiến hiện thế cái đã, chánh kiến hữu lậu đi. Thứ hai là chánh tư duy, có hai loại: chánh tư duy hữu lậu và chánh tư duy vô lậu. Ở trong kinh, bài kinh Đại Tứ Thập, kinh 40 đó, là Đức Phật Ngài đã dạy. Cái chánh tư duy hữu lậu là như thế này, là chúng ta khởi lên cái ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Tức là chúng ta suy nghĩ về vô thường để chúng ta dẹp trừ cái dục tư duy. Suy nghĩ, chúng ta an trú tâm từ để chúng ta dẹp bỏ cái tư tưởng sân hận, quán thù, thì như vậy gọi là vô sân tư duy. Và chúng ta an trú trong tâm bi, là biết thương xót chúng sanh mọi loài, không giết hại, không đánh đập, không đả thương chúng sanh khác, thì như vậy gọi là bất hại tư duy. Cái đó gọi là chánh tư duy hiệp thế. Còn chánh tư duy siêu thế, tức là chánh tư duy mà thuộc về tầm ở trong cái tâm siêu thế. Ở trong tâm siêu thế đó, tức là tâm đạo tâm quả, đều có chánh tư duy. Và chánh tư duy đó là đoạn trừ những cái phiền não, những ác pháp mà liên hệ đến cái tà tư duy, đưa đến cái sự giải thoát. Đây là chánh tư duy siêu thế, chánh tư duy vô lậu. Chúng ta tu tập riết một thời gian, chúng ta chứng được cái đó. Còn bây giờ thì chúng ta cứ tu tập chánh tư duy hiệp thế, chánh tư duy hữu lậu đi. Chứ đừng có nghĩ rằng chưa chi cả là chúng ta đã muốn có được cái chánh tư duy vô lậu, tức là tâm đạo tâm quả, thì khó lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta phải tu tập trước. Cũng như một người mà họ muốn có cái nhà đẹp, nhưng mà trước tiên những thợ làm nhà họ đến, họ đào móng, họ đào gốc cột, rồi họ đổ cột. Chúng ta đi đến, chúng ta nhìn thấy ở dưới đất nó có những cái cây sắt chồi lên trên cao, với chúng ta phàn nàn, chúng ta nghĩ rằng tôi muốn có căn nhà chứ đâu phải muốn có cái cây sắt như thế này hay cái cột như thế này đâu. Cái đó là một người thiếu hiểu biết. Là tại vì muốn có cái căn nhà cho vững chắc thì người ta phải trước hết phải xây cái nền tảng trước. Cái chánh tư duy mà thuộc về hiệp thế, thuộc về hữu lậu á, thì chánh tư duy đó giúp cho chúng ta thành tựu được đạo quả trong tương lai. Rồi chánh ngữ cũng có hai loại: chánh ngữ vô lậu và chánh ngữ hữu lậu. Chánh ngữ mà đem lại cái phước hữu lậu á, tức là một người nói chân thật, không nói dối, nói lời dịu ngọt, không nói độc ác, nói lời hòa hợp, không nói lời chia rẽ, nói lời hữu ích, không nói lời vô ích.
Thì người mà tu tập bốn cái khẩu nghiệp này, khẩu hành này, thì gọi là tu tập chánh tư duy, hiệp thế. Do cái sự tu tập như vậy một thời gian, người đó sẽ thành tựu được cái chánh tư, cái chánh ngữ siêu thế, cái chánh ngữ vô lậu, tức là cái tâm sở chánh ngữ chi đạo trong tâm đạo tâm quả. Cho nên cái này thì chúng ta phải ghi nhớ để mà chúng ta mà tu tập. Nói theo vi diệu pháp đó, thì cái chánh ngữ tâm sở chánh ngữ mà nó phối hợp ở trong tâm thiện dục giới thì đó là chánh ngữ tu tập. Mà chánh ngữ tu chứng ở đây tức là cái sở hữu chánh ngữ, tâm sở chánh ngữ mà đã phối hợp ở trong tâm siêu thế là tu chứng. Chúng ta nhớ hai cái chánh ngữ nó khác nhau bây giờ. Rồi chánh nghiệp, người Phật tử chúng ta phải biết rằng là chúng sinh có những cái thân hành ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì khi mà chúng ta tu tập chánh nghiệp, hiệp thế, hữu lậu, là chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Cho đến khi nào mà chúng ta chứng được đạo quả siêu thế thì lúc bấy giờ cái chánh nghiệp nó khởi lên đồng thời với bảy chi phần khác ở trong bát chánh đạo, nó sẽ tương ưng với tâm đạo tâm quả. Thì lúc đó là chúng ta đoạn trừ cái phiền não liên quan đến chánh nghiệp, chánh mạng. Quý vị, chánh mạng có hai loại: chánh mạng hữu lậu và chánh mạng vô lậu. Trước hết là phải tu tập chánh mạng hữu lậu, tức là chánh mạng hiệp thế, hay nói cách khác tức là chánh mạng thuộc về tâm thiện dục giới. Một người nuôi mạng cách chân chánh, không vì cái sự nuôi mạng đó mà thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, không có mua gian bán lận. Nếu là người cư sĩ làm cái nghề buôn bán thì chánh mạng của người cư sĩ là không có buôn bán chúng sanh, không có buôn bán thịt sống, không có buôn bán thuốc độc, không có buôn bán khí giới, không có buôn bán rượu. Đó là chánh mạng của người cư sĩ. Còn người xuất gia đó, chánh mạng là không có giả dối, không có gian xảo lừa gạt người khác để mà người ta cúng dường cho mình, không có nịnh hót. Vị xuất gia đó không có bợ đỡ nịnh hót người cư sĩ để mà người cư sĩ họ dâng cúng cho mình ăn. Đó là chánh mạng của bậc xuất gia. Cái vị xuất gia đó là không có làm bộ tịch Nematika để mà nuôi mạng. Vị xuất gia nếu mà thu thúc ở chỗ kín đáo, mình thu thúc thân, thu thúc khẩu ý, còn ở trước mặt người khác mình không có tỏ vẻ như là mình đang hành thiền, mình liêm diêm, mình nghiêm trang trước mặt người khác, hay là thấy Phật tử từ xa đến làm bộ mình đi kinh hành từ từ chậm chậm. Chúng tôi đi qua ở một vài nơi đó, có những vị sư, có những vị thầy tu tự nhiên thấy có Phật tử phái đoàn sẽ đi đến tham quan, mình đi ở trước, mình thấy là họ lật đật, họ trải cái tấm tọa cụ ra và họ ngồi dưới gốc cây, là họ ngồi thiền trước mặt để cho người ta đi ngang, người ta cúng dường. Cái đó là tà mạng, không có làm được gì. Rồi lại nữa, người xuất gia đó là không có nói ướm
gặp những cái người cư sĩ mà họ có cái món này món kia, rồi mình bộ đối ứng cái này là cái gì vậy, cái này ăn có hại không, hay là tôi sư cũng thích cái này lắm nhưng mà chưa có được, vân vân, để cho người cư sĩ họ nghe như vậy cái họ làm phước họ cúng dường là cái điều đó nó không có tốt, cái đó là tà mạng. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được là người xuất gia, lại nữa người xuất gia chánh mạng là người không có lấy lợi câu lợi, tức là không có lấy bỏ con tép ra để câu con cá hay bỏ con tép bắt con tôm. Mình cho người cư sĩ một bao lì xì nhỏ nhỏ, thậm chí đi mua qua bên Thái Lan đi kiếm những tượng Phật nhỏ nhỏ thế này để lên để dành câu lợi đó, tức là cái ngày tư ngày Tết đó, hay ngày lễ Phật tử đi đến chùa đến thăm, mình đem mình tặng cho chút chút vậy, cái họ thấy họ hoan hỷ quá họ đi. Cái này thì gọi là tà mạng, nhưng mà nó tà mạng mà tội lỗi hơn nữa là chúng ta lấy Đức Phật giống như làm cái vật hiến tế. Chúng ta lấy cái hình ảnh của Đức Phật, cái tượng Phật để chúng ta tặng cho người khác làm món quà, cái điều này thất bại vô cùng. Nhưng mà nói ra không ai chịu trang cướp hết, họ cho rằng họ làm vậy đúng, nhưng mà chúng tôi thì không có chủ trương cái chỗ đó. Thưa quý vị, Phật tử đi đến chùa mình có cái lòng bi mẫn vị trụ trì á, nên cho họ thức uống thức ăn, vậy là tốt rồi, chứ không có đem để mà lấy Đức Phật ra để làm cái món quà tặng cho họ. Sự thật ra thưa quý vị cũng tốt, cái tội lỗi đó chúng ta không biết sao mà nói được. Cái hình ảnh của Đức Phật là để tôn thờ, chứ không phải là chúng ta đem hình ảnh của Đức Phật để chúng ta câu lợi cho mình. Cái này xin nhắc ở đây đó, để cho các Phật tử chúng ta lưu ý và chúng ta tránh cái chỗ đó. Cái tội đó ai mang? Chính do mình mang. Nghiệp đó ai mang? Mình mang. Cho nên mỗi người ai khôn nhờ dạy chịu. Sư làm ơn sư nói cho quý vị nghe như vậy, nào nghe không nghe thì thôi, cái đó tùy. Rồi thưa quý vị, chánh mạng là như vậy, chúng ta tu tập đi để khi mà chúng ta chứng đắc được đạo quả thì chính cái tâm sở chánh mạng đó nó sẽ tương ưng với cái tâm đạo tâm quả siêu thế, tu đà quần tu đà hàm a na hàm ba la hán, thì lúc đó chúng ta gọi là đoạn trừ phiền não. Trên tinh tấn của vị, chánh tinh tấn có hai loại: chánh tinh tấn hữu lậu và chánh tinh tấn vô lậu. Chánh tinh tấn hữu lậu ở đây là người tu tập á, là lúc ban đầu họ phải tập siêng năng tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi, siêng năng tinh tấn ngăn ngừa những ác pháp đã sanh bị diệt mất, tịch siêng năng tinh tấn để tu tập những thiện pháp chưa có cho có, siêng năng tinh tấn tu tập gìn giữ phát triển những thiện pháp đã có cho được lớn mạnh lên, đó là cái sự tinh tấn. Mà nếu chúng ta tinh tấn như vậy, tại sao gọi là hữu lậu? Vì cái sự tinh tấn đó nó sẽ tạo phước luân hồi. Người mà có cái sự tinh tấn như thế thì người này sau khi mệnh chung sẽ được sanh về cõi trời. Nếu trở lại làm người thì người đó sẽ là người có nhiều quy lực, có nhiều phước báo, được tài sản nhân loại. Nhưng mà chúng ta ráng tu tập và hướng tâm đến cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn ở chỗ là khi nào mà tâm sở cần nó trở thành chi đạo phối hợp với tâm đạo tâm quả siêu thế đó, mà chúng ta chứng đắc được thì cái đó là
chỉ đạo chánh tinh tấn mà chúng ta tu chứng ở trong tâm đạo quả, thì lúc đó là chúng ta đạt đến cái chánh tinh tấn vô lậu. Ở chánh niệm cũng có hai loại. Đức Phật là dạy có chánh niệm có hai loại. Chánh niệm hữu lậu và chánh niệm vô lậu. Chánh niệm hữu lậu là tâm sở niệm phối hợp với cái tâm thiện dục giới. Khi mà chúng ta tu tập hàng ngày, khi đi biết mình đi, khi đứng biết đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi, khi chân dở bước đạp biết rõ, khi mắt nhìn qua nhìn lại, hay là khi chúng ta ăn, chúng ta đại tiện tiểu điện, chúng ta đều có chánh niệm ghi nhận, thì như vậy đó được gọi là chánh niệm. Người có chánh niệm là người không có bị lẫn lộn, và sau này khi mà già không có cái trí lãng, không có lại đạm trí. Cho nên chúng ta tu tập chánh niệm là chúng ta tu tập như vậy. Và khi mà chúng ta chứng được đạo quả thì chính cái chánh niệm đó, cái tâm sở niệm nó phối hợp ở trong cái tâm đạo tâm quả để mà đoạn trừ phiền não và ác bất thiện pháp liên quan đến tà niệm, thì lúc bây giờ là chứng được đạo quả giải thoát, gọi là chánh niệm vô lậu. Chánh định cũng là có hai loại. Một loại thuộc về chánh định hữu lậu và một chánh định vô lậu. Chánh định hữu lậu có nghĩa là cái sự tập trung tư tưởng trên cái đề mục tâm nhiếp bất loạn. Tâm chúng ta nhiếp an trú ở trên một đề mục, không có loạn tâm, không có bị phóng đi. Chánh niệm hữu lậu còn có một cái khác nữa là cái sự định tâm ở trong cái đề mục đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới, và an trú trong cái đề mục chứng được thiền vô sắc giới. Cái thiền sắc giới thì vô sắc giới vẫn là thiền hiệp thế Logijacana, nó là hữu lậu. Nhưng mà chánh niệm vô lậu đó, tức là chỉ cho Ekakata, tức là tâm sở hành nó tương ưng phối hợp ở trong tâm siêu thế để đoạn trừ những cái phiền não ác pháp liên quan đến tà định. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó là chúng ta tu tập như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh Đại Tứ, Tứ Thập Kinh đó, ở Trung Bộ, ở bài kinh này Đức Phật Ngài còn nhấn mạnh cho chúng ta biết là ba yếu pháp của Bát Chánh Đạo, là nhớ tu tập ba yếu pháp đó. Chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, ba yếu pháp quan trọng cho một vị hành giả. Vì sao vậy? Nhờ có chánh kiến cho nên chúng ta có cái trí tuệ mới phân biệt được cái gì là tà kiến, cái gì là chánh kiến, cái gì là tà tư duy, chánh tư duy, cái gì là tà ngữ, chánh ngữ, tà nghiệp, chánh nghiệp, tà mạng, chánh mạng, tà tinh tấn, chánh tinh tấn, tà niệm, chánh niệm, tà định, chánh định. Nhờ có chánh kiến chúng ta mới phân biệt được những việc. Cho nên chánh kiến là một yếu pháp mà chúng ta phải tu tập mạnh mẽ lên, bén nhạy lên. Cái yếu pháp thứ hai trong Bát Chánh Đạo chúng ta phải tu tập đó là chánh tinh tấn. Kẻ phàm phu của chúng ta thì thường thường cái tâm nó lười, nó không có chịu năng động ở trong cái việc mà đoạn trừ những cái phiền não ác pháp. Một người tu tập, một vị hành giả tu tập là phải làm sao có được cái sự nhiệt tâm tinh tấn atapi vayamo viryo. Chúng ta phải nhiệt tâm tinh tấn, vì
Đối với ác bất thiện pháp, đối với tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, mà nó sanh khởi chánh kiến nhận thức được rồi, thì cái chánh tinh tấn đó là cái chánh tinh tấn đó, nó sẽ đoạn trừ những cái ác pháp đó. Khi mà có chánh kiến, thấy được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thấy được thiện pháp, thì lúc bây giờ chí, cái chi phần chánh tinh tấn nó sẽ củng cố những cái thiện pháp đó, duy trì những cái thiện pháp đó, phát triển những cái thiện pháp cho lớn mạnh. Cho nên chánh tinh tấn cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Trí tuệ đi đến đâu thì phải có sự tinh tấn đi đến đó. Trí tuệ là chánh kiến. Và cái yếu pháp trong bát chánh đạo thứ ba đó là chánh niệm. Chánh niệm là để đoạn trừ những cái tà pháp. Có một vị thiền sư đang đi kinh hành, thỉnh thoảng ngài hay dừng lại, các đệ tử học trò mới hỏi ngài: đang đi kinh hành sao con thấy ngài dừng lại? Thì lúc bây giờ vị thiền sư mới trả lời rằng: khi đang đi kinh hành, chánh niệm nhận thức được đang có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi, mình phải dừng lại để dùng chánh niệm mà đoạn trừ những cái ác pháp đó. Cũng giống như khi một người đi ruộng, họ quan sát cái thửa ruộng của mình, họ đang đi trên vậy, họ nhìn, họ phát hiện ra là có một bụi cỏ lát, cái họ dừng lại, họ nhổ bụi cỏ lát đó, rồi họ tiếp tục đi tới, gọi là dọn đất, chứ không phải là nói là đi qua để mà chăm sóc ruộng rồi cứ đi rảo một vòng như vậy đi về nhà, không có đâu. Người ta đi đến, người ta phải quan sát, hễ cái chỗ nào có cỏ đó thì người ta dừng lại để người ta nhổ cỏ đó, xong rồi người ta mới đi tiếp. Cũng vậy, chúng ta tu tập lấy chánh niệm làm yếu pháp đó, là hễ khi nào mà chúng ta quan sát, chúng ta biết cái tâm khởi lên đây là ác bất thiện pháp, thì phải dùng chánh niệm để mà chúng ta bứt cái phiền não đó lên đi. Tu tập dễ không khó thưa quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu biết, chưa có thuần thục ở trong cái việc tu tập, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng khó quá, ở nhà tu tập khó quá, cho nên phải đi đến chùa này, đến chùa kia, đi dự khóa thiền này, khóa thiền nọ. Chúng ta đi riết hồi suốt cuộc đời của chúng ta chỉ biết đi thôi, nhưng mà chúng ta chưa thật thụ là một người ngồi lại để mà tu tập. Xin nói quý vị là tu tập dễ lắm, chúng ta chỉ cần có chánh kiến, có chánh tinh tấn và có chánh niệm là chúng ta tu tập được rồi. Quý vị về xem lại cái bài kinh mà sau này sửa cái tựa bài kinh là bài kinh 40, nhưng mà cái bài kinh là Đại Tứ Thập Kinh, tên chữ Hán là như vậy, trước đây là gì. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái đó là cái yếu pháp, cái cốt lõi để mà tu tập. Nhưng mà sư hy vọng rằng là trong chư tăng tôn nữ Phật tử chúng ta có mặt đó, là chúng ta có đủ cái trí tuệ để chúng ta hiểu được những cái vấn đề được nói đến, nếu như chúng ta là người thật sự có hướng tu tập, chúng ta sẽ hiểu được. Cái đó nó không có ngoài, nó không có ở ngoài cái trình độ của mình đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta không chịu hiểu, hoặc là chúng ta không có duyên để biết Phật pháp mà tu tập, này rất là nguy hiểm. Bởi vì xuất gia không có lý tưởng, quy tam bảo không có lý tưởng,
Mà xuất gia rồi hay là quy y rồi mà chúng ta không có công việc để làm, tức là pháp học hay pháp hành, thì chúng ta thất bại. Xuất gia rồi hoặc quy Tam Bảo rồi nhưng mà chúng ta không có niềm vui ở trong giáo pháp, tối ngày chúng ta chỉ quanh quẩn cứ lặp đi lặp lại đơn điệu, chỉ có mỗi một việc là sáng chiều ngồi lại mà tụng kinh EA ngày này qua ngày khác, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không có được một cái niềm vui thích thú nào ở trong giáo pháp thì chúng ta thất bại. Muốn có được cái niềm vui trong giáo pháp là cái gì? Không làm điều ác là niềm vui, vui thay không làm ác. Sukhang ba pa akaranang, ba pa năng akaranang. Không làm điều ác là một niềm vui. Thì bây giờ mình xuất gia rồi hay là cái người tại gia cư sĩ mà bắt đầu từ khi quy Tam Bảo, thân không làm ác, cũng không nói lời ác, ý không suy nghĩ ác, là chúng ta có niềm vui rồi. Thứ hai nữa đó, cái niềm vui trong giáo pháp là chúng ta không để phiền não chi phối. Nghĩa là chúng ta là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta dùng chánh niệm, tinh tấn và chánh kiến để chúng ta kiểm soát được tâm này. Sáng đến chiều ngày nào cũng vậy, chúng ta đừng để cho tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi. Mọi người không bị tham, bị sân, bị si nó chi phối thì người đó là có nhiều niềm vui, an lạc. Còn người nào mà cứ để phiền não sanh khởi hoài đó thì người này đau khổ. Có những người đó thưa quý vị, họ không biết, cho nên họ bị cái nghiệp ở quá khứ, hoặc là do ở trong quá khứ cái tập khí của họ nặng về phiền não, cho nên hiện tại họ sống, họ tu tập, họ cứ bị phiền muộn, bị đau khổ. Lúc bây giờ họ nghĩ lâu lâu phải thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an, chúng ta về chúng ta xem coi mình có bị phiền não hay không. Mà kinh nghiệm bản thân sư thấy đó, hễ cái người sống ít phiền não là người đó ít bệnh. Người nào mà bị phiền não chi phối nhiều, tham sân si chi phối nhiều đó, thì người đó dễ sanh bệnh, bệnh cao áp huyết, bệnh tim mạch, hay là bệnh dạ dày, ăn uống không tiêu, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Để tự nhiên chúng ta bị thế này, chúng ta không ngờ rằng chính do tâm của chúng ta bị phiền não cho nên nó chi phối đến cái sinh hoạt đó. Chúng ta cứ đi bác sĩ, bác sĩ họ là phàm phu, họ biết ân giáp gì không, họ đưa cho mình mỗi một ngày một bụng thuốc như thế này uống vô thì là chúng ta lên vàng quả sớm. Cho nên chúng ta phải biết tự trị liệu mình, là chúng ta muốn tìm cái sự an vui kể từ khi quy Tam Bảo rồi đó, ráng giữ cái tâm cho nó đẹp thôi, kệ chuyện gì nó xảy ra. Mình nghĩ có ba điều chúng ta suy nghĩ để chúng ta tìm sự an vui trong giáo pháp. Thứ nhất, đời là vô thường, đi đến chỗ quy diệt. Upanishad lô qua thu, chúng ta nghĩ đời là vô thường, kệ nó, cái gì nó xảy ra, nó hạnh phúc rồi đau khổ, đau khổ rồi hạnh phúc vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có bận lòng với nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta suy quán về sự khổ. Luân hồi khổ là như vậy, luân hồi khổ là như vậy, có thân đây phải khổ là như vậy, không có chuyện gì hết á. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy mà chúng ta sẽ an lạc. Thứ ba là chúng ta quán vô ngã. Tất cả cái gì nó khởi sanh lên ở đây nó do nhân và duyên hết. Có năng duyên thì nó sở duyên mới sanh lên. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta không cần phải suy nghĩ tại sao tôi muốn như vậy mà nó không được như vậy, tại sao người khác không cho tôi như vậy, vân vân. Chúng ta đừng suy nghĩ, không có ai có chủ quyền. Ông Hoa Sang Hồ Tiết,
tức là không có cái chủ quyền nào ở trong Atano Anafisaro Atano Luko Anafisaro, thế gian là vô hộp vô chủ, vô ngã là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta quán vô thường khổ đau vô ngã là tâm chúng ta sẽ an lạc trước cái cảnh đời, kể nó sao cũng được. Các vị biết ví dụ như hôm nay sư biết là cái ngày mà Phật tử đi về để nghe pháp, và bây giờ mấy lúc trước con đường làm chưa xong còn gồ ghề, sư cũng chẳng bận lòng, sư báo cho Phật tử biết con đường như vậy đó, đến được thì đến, còn không thì quý vị khỏi đến để khỏi vất vả. Nhưng mà quý vị đến rồi thì vẫn thuyết pháp cho quý vị nghe thôi. Còn hôm nay cái cửa dù vậy trở ngại đi ra đi vào bị đang đắp chữ, sư cũng chẳng bận lòng. Các Phật tử chúng ta đi đến thì sư chỉ dặn thợ là khi nào có Phật tử thì dừng tay lại chút, đừng để cho rớt xi măng trên đầu họ thôi, cho họ cứ đi vào, đợi chút xíu quý vị đi về cũng vậy. Cho nên chúng ta phải thuận theo duyên, cái gì nó phải đến tất sẽ đến, mà đến rồi thì nó qua thôi. Chúng ta nghĩ cuộc đời như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhớ thế này nè: từ khi xuất gia, từ khi quy y Tam Bảo trở thành cận sự nam cận sự nữ trong Phật giáo, chúng ta nhớ ba điều. Một là chúng ta xuất gia hay là quy y Tam Bảo với lý tưởng giải thoát, có lý tưởng giải thoát. Thứ hai nữa là chúng ta xuất gia xong hay là quy Tam Bảo trở thành cận sự nam cận sự nữ xong, chúng ta phải có cái công việc làm ở trong Phật pháp, là pháp học hay là pháp hành. Thứ ba nữa là chúng ta phải có tạo cái niềm vui trong giáo pháp cho mình bằng cách là chúng ta nghĩ rằng ta không làm ác, nghĩ rằng không có phiền não chi phối, sống đừng để cho phiền não chi phối, như vậy là chúng ta an lạc. Chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Các Phật tử chúng ta đi về nghe pháp, chúng ta nhớ một điều là ai muốn nghe pháp vui cười thì đi pháp sư khác thuyết. Còn quý vị nào mà muốn nghe pháp cốt lõi để mà thực hành, để mà tu tập đó, thì quý vị đến đây. Chứ sư thuyết pháp là sư không có ca, không có hát, không có làm thi thơ cho quý vị nghe đâu, sư không có kể chuyện vui cho quý vị nghe đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta phải chú ý như vậy. Và vì cũng đã quá trễ giờ cho các Phật tử chúng ta về thành phố, cho nên sư chỉ thuyết pháp trong khoảng 45 phút thôi. Bây giờ đã đến giờ chúng ta kết thúc cái thời pháp. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tu nữ và chư Phật tử chúng ta luôn được sự an vui, tiến hóa trong Phật pháp, và lúc nào chúng ta phải tự tạo cho mình một cái sự an lạc tu tập, và mong cho tất cả chúng ta được sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Xin hồi hướng phước của pháp thí này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích Tứ Thiên Vương xin hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.